cắt bớt cành không cần thiết, ngắn bớt lại. Xin chào các bạn, tôi là Mai ở cây cảnh chợ hàng.com. Xin giới thiệu các bạn, hôm nay chúng tôi mới về một cái lô bạch tuyết mai, cái số lượng lớn. Thằng bạch tuyết mai này nó có khả năng là nó nhấc rễ lên làm thành những cây bonsai nhỏ rất là đẹp. Đây là những cái mẫu cây bạch tuyết mai tôi về, rất nhiều hình dáng khác nhau. Đa phần là nó có những cái bộ rễ vuông rủ rất là dài, cả hình lơm hoặc là những cái hình đa dạng. Chúng ta có thể kết hợp với đá hoặc kết hợp với những cây trồng kèm để tạo thành những chậu tiểu cảnh hay là những cái bồn tiểu cảnh nhỏ để chơi trên bàn, ban công, hiên hoặc những cái nơi mà bán nắng, bán râm, tức là nó chỉ có nắng khoảng một đoạn thôi thì rất hợp lý với những cây này. Nếu chúng ta để chơi trong nhà thì một thời gian chúng ta có thể thay thế, bê ra ngoài, sau đó lại bê vào. Rất nhiều những cây có hình dáng rất là đẹp. Đây, ví dụ như này nó có bộ rễ rất là tuyệt vời luôn. Đây là những cây mà đã được nhấc rễ lên, rất dễ trồng và rất dễ chăm sóc. Tôi còn giới thiệu với các bạn, chúng tôi về đây có hai lô hàng. Một cái loại là ở trong chậu chữ nhật màu nâu này, thường là cây nó đắt hơn một chút vì nó có những cái bộ rễ cao và cây đẹp hơn, cây thường to hơn. Thế còn cây ở trong cái chậu nhỏ hình vuông, hình lục giác nhỏ trắng này thì bộ rễ nó nhỏ hơn, cây cũng thấp hơn, nhỏ hơn một chút. Tất nhiên hình dáng rễ thì cây nào cũng có, mỗi cây có hình dáng riêng khác nhau, nó chỉ to nhỏ hơn nhau một chút, còn chất lượng thì cũng tương đương nhau, giá thành thì cũng không chênh đáng kể. Xin giới thiệu với các bạn là như vậy. Đây là hai cái mẫu cây mà lô hàng chúng tôi vừa mới về. Xin chào các bạn, tôi là Mai ở cây cảnh chợ hàng.com. Giới thiệu với các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ trồng một cái chậu bonsai mix cây bạch tuyết mai với lại một nhánh san hô trắng. Tôi đã lựa chọn nhặt được một nhánh san hô đây. Chúng ta sẽ tiến hành trồng. Sẽ đôn một chút đất để cho nó cao lên một tí. Nhổ cây cỏ dại đi. Tôi sẽ lồng một cái nhánh san hô vào đây. Tôi muốn mắc vào rễ cây để nó tạo cái dáng thế tự nhiên trong ấy. Tôi sẽ kết hợp trồng thêm một cây cẩm nhung đỏ nhỏ xuống dưới chân. Và tôi phủ một ít rêu tự nhiên.
kết hợp một chút sỏi tự nhiên nữa. Đó, chúng ta tiến hành nhặt bỏ những cái rễ thừa đi, cắt bỏ đi. Cho nó thoáng phần bộ rễ cây ra. Cắt bớt những cành không cần thiết, ngắn bớt lại. Chèn chặt cái chân san hô lại cho đỡ đổ, cho thêm một hai viên đá tự nhiên, xoài tự nhiên vào nữa, chèn vào mé sau. Giờ chúng ta chỉ việc tưới nước là xong. Rửa sạch rễ cây, rửa sạch cả san hô luôn. Chúng ta lên tưới đẫm, cẩm nhung và bạch tuyết mai đều ưa nước. Đây là một cái chậu bon mini phối hợp giữa san hô và bạch tuyết mai tôi đã trồng xong. Xin giới thiệu với các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào các bạn, tôi là Mai ở cái cành chạy hàng.com. Chúng tôi vừa nhập về một cái lô bạch tuyết mai bonsai nhỏ rất là đẹp. Xin giới thiệu với các bạn, đây số lượng rất là nhiều. Đây, tôi đang để khắp vườn đây. Tuy nhiên, cái bạch tuyết mai này nếu mà chúng tôi mà ví dụ như cây này chúng tôi vận chuyển về nhưng với số lượng nhiều, vừa rồi các bạn trong nhà chăm sóc tưới chưa đủ nước, mấy hôm liền quên không tưới, đâm cây nó bị khô và lá nó sẽ xuống, lá nó héo như cây này. Đây, như cây này cũng thế. Đây. Đấy, rồi cây này cũng thế, là do các bạn tưới là không đủ nước. Đây ở trong vườn. Đấy, ba cây này là đại trưng của những cây nó bị khuất, tưới không nước không vào được. Xin giới thiệu với các bạn thế này thôi, nhưng cây bạch tuyết mai như thế này nó cũng không thể chết được. Nếu chúng ta có mua vận chuyển xa hoặc ship thì có thể nó héo lá một chút, thì chúng ta có thể cắt tỉa bớt đi để lại ít lá hơn, và cái thứ hai trồng lại tưới đẫm đủ nước mà sẽ lại mà mọc lá mới, cũng như lá cũ cũng hồi phục lại được phần nào, nó sẽ lại trở lại như bình thường. Tất nhiên rằng là khô ở mức độ vừa phải, chứ nếu chúng ta để hàng tháng mà không tưới nó khô quắt với cái chậu nhỏ này nó sẽ hư và có thể chết cây, bỏ cành và có thể chết hẳn. Còn nếu héo ở cái mức độ 5-7 ngày hoặc vài ba ngày như thế này thì không ảnh hưởng gì đến cây cả. Chúng ta chỉ việc tưới nước đều lại là cây sẽ hồi phục. Xin giới thiệu với các bạn như vậy. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh chợ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.